một modal verb á, thì mình sẽ có một cái động từ khác đi liền ngay sau nó mà không có to ở trong đó. Ok. Còn thí dụ như mà mình cách dùng thông thường á thì nó sẽ có cái chữ to nằm ở trong đó. Ok. Cho nên mình phải coi ở trong cái trường hợp nào, trong cái trường hợp nào mà mình dùng có to và không có to. Alright. Ai mà biết, bà nào bà hỏi mình không biết, nhưng mà mình nhận được PM hỏi như vậy đó. Ok. Rồi, thường đó mình có những cái phrase như thế này: dare to do something. Ok. Hoặc là mình dare somebody. Hoặc có thể mình cũng dare somebody to do something. Alright. Đó là những cái cách dùng của một cái động từ thông thường. Ok. Dare to do something. Dare somebody. When you dare somebody. Okay. Or you could dare somebody to do something. Có nghĩa là mình thách ai làm cái gì đó. Nó có nghĩa là như vậy. Thách một người nào làm một cái gì đó. Okay. Gọi là dare to do something. Hoặc là dare somebody. Hoặc là dare somebody to do something. Rồi. Thí dụ như là thí dụ bây giờ ở trên này nó cho mình một cái ví dụ như thế này. Xin là thấy nó viết rất là rõ ràng để cho mọi người hiểu. Cái mà bây giờ công việc của tôi là chỉ có dịch lại cho mọi người nghe để coi nó là như thế nào. Ok. Nó có những cái idiom đi với cái chữ dare này nữa. Ok. Rồi, thí dụ bây giờ mình nói là mình có những cái ý kiến trái chiều với lại cái người đang nói. Nhưng mà cái người mà đang nói đó, họ có một cái địa vị mà không phải là ai cũng dám nói lại cái người đó. Thì lúc đó là mình mới nói là ồ, không có ai dám nói những cái điều gì họ suy nghĩ. Đúng không? Tại vì cái người đó họ có một cái địa vị cao. Alright. không 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 học được thì đi ngủ đi, đâu có gì đâu. Thì giống như là mình không được nghe vậy đó. Rồi mai mốt rồi thế nào cũng có dịp nghe lại tiếp, không sao hết. Ok, thì lúc đó mình mới nói là giống như mọi người không ai dám nói cái chuyện này ra hết. Ok, bởi vì cái người kia đó họ họ có một cái chức vị mà mình nói ra mình sợ phật lòng. Ok, thì mình sẽ nói là dare. Ok, ví dụ mình nói là no one, right? No one, đã không có ai dám nói ra những gì họ nghĩ. Ok. Ok, thì hay mình nói là they đi, họ đi ha. Họ không dám nói ra những gì họ nghĩ, thì mình nói là they didn't dare to say what they thought. Ok. They didn't dare to say what they thought. Ok. Họ không có dám nói ra những điều họ suy nghĩ. Alright. Rồi hoặc là mình có thể nói là, nói chung là cái chữ dare này nó có thể được dùng như là một động từ bình thường như vậy. Ok. Rồi bạn nói là không cần một cái, khi bạn không cần cái một cái gì gọi là cái verb gì đi sau nó, thì bạn nói là I dare you. Thì bạn hay nghe mấy cái câu này lắm. Ok, tao thách mày đó. I dare you. Ok, tôi thách bạn đó. I dare you. Ok, I dare you to do it. Tôi thách bạn dám làm cái chuyện đó không? I dare you to hit the dog, okay? I dare you to hit the dog. Tôi thách bạn có dám đánh con chó đó không? Okay. Alright. Rồi. Rồi mình cũng có thể nói những cái câu mà nó thuộc theo cái dạng idiom mà người ta hay nói, là thí dụ như là don't you dare, okay? Don't you dare. Khi mà mình nói với người ta là ồ, mày đừng có dạ khờ dại mà làm chuyện đó nghe. Don't you dare. Cái câu này có nghĩa là đừng có mà khờ dại làm chuyện đó. Đây không phải là một câu hỏi. Ok. No, đây không phải là một câu hỏi.
mặc dù nó là một câu hỏi. Alright, don't you dare, don't you dare, nhưng mà nó chỉ là một statement thôi bạn, nó không phải là một câu hỏi, có nghĩa là đừng bao giờ làm chuyện đó nghe. À, ví dụ như nguyên một đám bàn chuyện là bàn với nhau là tối nay đi ra nghĩa địa chơi, hiểu không? Không, câu này là một cái câu bình thường, nó hoàn toàn nó không có một cái dấu hỏi, bởi vì nó không phải là dấu hỏi. Ok, yeah, nó có chữ don't ở đầu câu mà nó không phải là một dấu hỏi, nó chỉ là một cái idiom thôi. Hồi nãy bạn bạn nghe Sina nói không, nó là một idiom và nó không phải là một câu hỏi. Nghĩa tiếng Việt của nó là đừng nên làm chuyện đó. Ok, đừng có nghĩ đến chuyện đó, đừng có làm cái chuyện đó. Ok, ví dụ một đám bàn chuyện nhau, hey, tối nay nguyên đám tụi mình đi ra nghĩa địa coi có chuyện gì không, thì khi đó má mình mới nghe được, mới nói là don't you dare, don't you dare có nghĩa là đừng có nghĩ đến cái chuyện đó, đừng có làm cái chuyện đó. Ok, tại sao bạn lại làm như vậy, thì mình có how dare you. Ok, how dare you, tại sao dám làm vậy, how dare you. Đó, họ chỉ nói đến đó và họ họ ngừng thôi, how dare you. Rồi có khi có những người, even người bản xứ, người ta có hai cái cách nói như thế này. Một là how dare you do that, how dare you to do that. Hai cái này đều đều được chấp nhận hết. Ok, how dare you to do that, hoặc là how dare you do that. Ok, how dare you talk to me like that. Đó là một trong những cái ví dụ. How dare you talk to me like that? How dare you to talk to me like that? Ta sao mày dám nói chuyện với tao như vậy? Ok. Vậy thì tóm lại người ta nói là khi mà mình thành lập những cái câu mà nó mang tính chất negative và những có cái câu hỏi đó, thì mình có thể dùng nó giống như là một cái động từ thông thường. Nó có thể được đi theo bằng một cái infinitive mà có cái chữ to. Bạn nhớ khi bằng trong tiếng Anh người ta nói là infinitive á, thường người ta sẽ nói là with to hay là without to. Okay. Infinitive nó chỉ là một cái động từ nguyên mẫu. Okay. Nhưng mà động từ nguyên mẫu đó thì mình thường người Việt thì hay nghĩ khi mà nói đến infinitive là lúc nào cũng assume là nó có thêm cái chữ to đằng trước nó. Right. Nhưng mà tiếng Anh khi mà người ta nói là infinitive á, nó chỉ là một cái động từ gốc thôi, rồi lúc đó người ta sẽ thêm là with to hay là without to. Alright. Rồi khi, cho nên là khi bạn đọc sách grammar mà khi người ta nói chữ infinitive á, người ta lúc nào cũng gài thêm cái chữ là with to hay là without to. Ok. Rồi nếu như mà mình dùng nó như là modal verbs là những cái chữ như là can, could, may, might hoặc là must, những cái chữ như vậy đó. Ok. Thì mình sử dụng với nó giống như là một modal verb. Thì bạn sử dụng modal verb làm sao? Bạn sẽ dùng cái chữ đe này y chang như vậy. Alright. Đó là những cái điều mà mình cần biết để mình đừng có bị got confused. Ok, bây giờ tôi đi vào trong cái forum để tôi móc cái bài của ai ra ha. Có ai có muốn tôi sửa bài cho không, hay là để tôi ta linh. Ủa, only you hả? Only you đâu, tôi đâu có thấy ở trong cái forum đâu mà sửa bài. Để coi ta linh viết cái gì. Phạm nhân từ tiện, phạm nhân tu tiện. Cái nick này hình như là thấy cũng lâu lắm mà không? Phàm nhân tu tiên hả? Ừ. Tu mà chơi tu tiên mới sợ. Để tới coi tôi find thử coi. Find phạm nhân. Ok, hả, tôi phải đi tìm kiểu như vậy thì đi cái list mệt quá.
Ồ, trong đây có người sửa hết trơn cho bạn rồi nè. Mình đâu có thấy cái thread nào của bạn là có số 0 đâu ha. Giờ mình đi qua cái thread của Tà Linh thử coi nó có cái số 0 ở trong đó không. Ok, Tà Linh có. Trời ơi, cái writing comment mới sợ nữa. Đừng có nói là chị tôi nữa, nghe mệt lắm à. Ok. Ok, Tà Linh viết về writing comments. Ok. Copy and paste. Tà Linh nói như thế này. Reading the classmates' exercises, the instructors' corrections, and their comments, and picking holes in their exercises are my hobby. This work is very interesting and helpful for me. Okay. Bạn này bạn muốn nói là đọc những cái bài tập làm của những bạn cùng lớp nè, những cái corrections là những cái của những người instructors, và những cái comment của họ, sau đó thì tìm ra những cái lỗi ở trong cái những cái lỗ hổng. Picking holes in their exercises are my hobby. Tìm ra những cái lỗ hổng ở trong bài tập của họ là một cái hobby của tôi. Ok. Bạn này dùng chữ R bởi vì có reading và picking. Ok. I'm not sure if bạn dùng cái chữ picking holes in. Picking holes thì nó là một cái idiom. Ok. Mà cái idiom này nó có nghĩa là gì? Khi bạn pick hole, hole là những cái lỗ hổng. Có nghĩa là bạn criticize người ta. Có nghĩa là bạn đi tìm những cái lỗ hổng hoặc là những cái lỗi. Nói chung là đi tìm lỗi. Ok, gọi là pick holes in something. To pick holes in something is to criticize. Ok. Criticize nó không có nghĩa là soi mói đâu. Nó có nghĩa là giống như mình cho cái ý kiến của mình về một cái gì đó thì mình criticize nó. Ví dụ như những cái nhà criticize người ta gọi là critics. Ok. Họ đưa ra những cái critique của họ về một cuốn phim, về một tác phẩm hay là về một cái gì đó thì gọi là criticize. Ok, nó không có nghĩa là soi mói như cái kiểu Việt Nam. Cái chữ soi mói của Việt Nam giống như là nó ráng bơi móc ra để nó tìm lỗi vậy đó. Còn khi mà cái người ta criticize nó chỉ đơn thuần là người ta cho cái opinion của người ta về một cái gì đó. Ok, thì nó gọi là criticize. Mà khi người ta đã criticize rồi, người ta cho một cách, cho opinion theo cái logic, chứ không có thường người ta dùng chữ criticize là người ta dùng cái logic để người ta criticize. Ok, ý em cố tình tìm chữ bới móc. Ok, nếu như bạn pick holes nó cũng không phải là bới móc đâu. Bới móc nó có nghĩa Việt Nam nó very negative. Ok, có nghĩa là những cái lỗi đáng ra nó không phải lỗi mà người ta cứ phải cho nó là một cái lỗi, rồi người ta xoáy vào đó, người ta móc nó ra, người ta biến nó thành sometimes cái người mà bới móc là cái người mà họ take words out of context rồi họ xoáy nó vào trong đó để làm ra thành cái lỗi của nó, của người ta, người khác, thì nó gọi là bới móc. Ok. Ok, thì hai cái việc làm này á, together, ở trong đây thì Tà Linh nên dùng chữ is. Ok, không nên dùng chữ are. Bởi vì hai cái chuyện này mình gộp nó lại thành một chuyện. Treat nó giống như là một chuyện. Thí dụ như thế này, bạn thấy là bạn thích ăn trứng, đúng không? Và bạn thích ăn bacon. Ok, hai cái này together nó serve cho bạn như là một cái breakfast.
thì bạn sẽ nói egg and bacon is my favorite favorite breakfast. Ok. Còn khi bạn nói là egg and bacon are my favorite thì lúc đó bạn sẽ mean là mỗi thứ này nè là đều là cái món mà tôi thích. Thì lúc đó bạn sẽ dùng are. Còn khi bạn muốn nói là ồ ăn trứng với lại bacon chung với nhau thành một cái món á, đó là một cái món điểm tâm khoái khẩu của tôi, thì mình sẽ nói là egg and bacon is my favorite breakfast. Ok? Understand? Tùy theo mình mean nó là cái gì. Mình mean nó là một khối chung với nhau như vậy. Hai là mình mean nó là hai cái công việc. Ok? Hoàn toàn độc lập với nhau. Thì ở trong đây á, theo tôi ở trong cái context này á, thì tôi nghĩ hai cái việc này là hai cái việc đi đôi với nhau, đọc và đi tìm lỗi của người ta, nó đi chung với nhau là một cái activity mà mình làm cùng một lúc. Ok, thì mình sẽ dùng chữ is ở trong đây ha, huh? Is my hobby. This work is very interesting. Tại vì ngay cả cái câu sau bạn thấy ở trong cái ý nghĩa của bạn, cái óc của bạn nó nghĩ thấy không, bạn về đề là chữ này là this work, bạn thấy không, là có nghĩa là cái công việc này bạn mean hai cái activity nó là một thôi à, cho nên cái câu kế tiếp bạn nói là this work is very interesting. Ok, bạn có thể dùng là cái chữ vừa là interesting mà vừa là entertaining, right? This work is very entertaining. Tại nhiều khi mình đọc mình thấy vui, mình thấy hay nữa, phải không? Vì mình có thể dùng chữ entertaining và chữ interesting cũng hay luôn. Ok, that's là cái đó là một cái alternative để mình có thể dùng. Ok, and helpful. Ok, for me. Alright. Điều này thì rất là hứng thú và rất là hữu ích cho tôi. Ok, rồi nothing wrong ha. Huh? Next one, huh? I think that. What do I think that. Điều mà tôi nghĩ là cái gì? Tôi nghĩ rằng I think that learning English grammar is very difficult. Okay. Câu này cũng chả có gì sai hết ha. Bạn có thể nói là một cái cách khác, bạn có thể nói để cho cái câu văn này nó hay hơn một chút xíu, thì bạn có thể nói I think that learning English grammar is a difficult task. Ok, bạn cũng có thể nói như vậy. Rồi phẩy một cái. So I had always looked for the best way. Mình không có nói a best way, mình sẽ là the best way to learn it. Okay. So I had always trong đây thì mình nên dùng thì present thì tốt hơn. Okay, present thì tốt hơn. Present perfect cũng được hoặc là simple present cũng được để mình diễn tả một cái điều mà lúc nào mình cũng làm cả như là một cái thói quen của mình. Hoặc là mình diễn tả một cái việc mà mình vẫn luôn luôn làm thì mình có thể dùng thì perfect. Okay. I have always looked for the best way to learn it. Câu kế tiếp. Finally, I discovered a great way. It is reading the classmates' exercises. This. Okay. Finally, I discovered a great way. Rồi, dùng hai dấu chấm phẩy. It is reading my classmates' exercises. Okay. Mình đừng có dùng chữ the ở trong đây ha. Chữ my is a better choice. Finally, I discover a great way. Chấm phẩy một cái. Hai câu này nó
connect với nhau ha, nó liên quan với nhau ha. It is reading my classmates' exercises. Okay. It helps me improve not only English grammar, but thêm cái phrasal verb nữa. Not only it helps me improve not only English grammar, phrasal verbs, but also vocabularies. Okay. Mình nghĩ là cái chữ vocabularies này nên để số nhiều. Okay. Rồi bây giờ đến cái câu kế tiếp coi nó là như thế nào. Copy, paste. I always find new knowledge in their exercises. Okay. Mình thay vì mình nói là find new knowledge thì nghe nó rất là kỳ cục. Tại cái knowledge mình không có find mà mình chỉ có learn thôi. Mình có thể là mình absorb cái knowledge hoặc là mình learn cái new information, chứ mình không có find được nó. Okay. Tại khi mình nghe find new knowledge nó nghe very physical. Nó nghe giống như là cái knowledge nó là một cái gì mình có thể đụng được, sờ được, móc ra được, moi ra được, tìm thấy được, nhìn thấy được. Okay. Cho nên cái câu này nó hơi kỳ kỳ. Okay. I always find something new to learn in their exercises. Mình có thể dùng như vậy. Okay. I always find something new to learn in their exercises. Phải một cái. And the instructor's corrections. Rồi, mình chỉ dùng dấu phẩy trước cái fanboy. Okay. Còn ngoài ra nếu nó chỉ có hai cái thì mình không có cần bỏ dấu phẩy ở trong đó. And the instructor's corrections. Okay. For example, these are other usages. These are, what are these? Okay, khi mà tôi đọc đến đây là tôi thấy cái chữ these này nó là cái gì? Tôi sẽ hỏi ngay trong đầu là, ủa, cái người này người ta viết cái these are mà hồi nãy giờ người ta đâu có nói mình cái gì đâu. Okay, có thể nó là there are. There are other usages of grammar structures. Okay. Mình không có dùng chữ some ở đây ha. Mình chỉ nói luôn là usages of grammar structures, which I thought I had comprehended them totally. Okay. There are usages of grammar structures. Rồi, câu đó sửa lại thành như vậy nha. There are usages of grammar structures that I thought I had comprehended them totally. Viết lại như vậy thì nó sẽ xuôi hơn rất là nhiều và nó rõ ràng và nó mạch lạc hơn. Them chứ không phải là then. Them. Rồi, Tài Linh viết lại câu đó, post lên cho tôi coi. There are usages of grammar structures that I thought There are usages of grammar structures that I thought
I had, okay, that I thought I had comprehended them totally. Rồi phải thêm một cái gì nữa thì nó mới thành một cái complete thought ở trong này nha. Có nghĩa là có những cái cách dùng ở trong cấu trúc văn phạm mà tôi cứ nghĩ là tôi đã hiểu nó rõ lắm rồi. Rồi mình mới đánh và mình mới đánh là mình có thể là đánh là but, ok, hoặc là chấm một cái however I didn't or I had it. Oh, I had not chứ hả? Ở trên mình thought that you had comprehended them, but I had not. Okay. So there are usages. Mình không có new ha. There are usages. Bạn này bạn muốn nói là có những cái structure mà mình tưởng là mình đã thành thục rồi. Nhưng mà cuối cùng á, mình mới biết là mình chưa. Okay. But it turned out đi. Hay mình viết là như vậy đi. However, it turned out I had not. Thì nghe nó better, right? However, it turned out I had not. But it turned out I had not. All right, there are usages of grammar structure that I thought I had comprehended them totally. Okay. Phẩy một cái, but it turned out I had not. Rồi xóa cái chữ for example đi. Nó sẽ làm cho cái câu của mình stronger. Alright. Bỏ cái chữ for example. Okay, next one. Ôi trời, cái câu này sao mà nó dài thế này. Nghi là thế nào cũng sai nhiều lắm đây. Ok bạn, đợi bữa xong cái này rồi mình sẽ hạ hồi phân giải đến phiên bạn nghe. Mình sẽ lôi bạn lên đoạn đầu đài. Ok, sometimes I correct some exercises. It is great when you can help someone. Okay. However, my corrections are not always right. It is okay because I believe that a certain instructor who is hiding in a strange nickname will correct my fault. Cái bà đó chắc là bà Hà Cát đó. Ok, Now, ở trong đây mình thấy có một cái là bạn dùng quá nhiều cái dấu chấm phẩy. Ok. Ở trong đây mình có quá nhiều cái dấu chấm phẩy đi. Bạn nhớ là cái dấu chấm phẩy thường thường người ta chỉ dùng một lần thôi. Để nối hai câu lại thôi. Không nên dùng dấu chấm phẩy để nối quá nhiều câu ha. Ồ, mà hình như bạn cũng làm vậy mà phải không? À, đúng rồi, bạn có chữ however right there để tách nó ra. Right. Sometime I also, bạn phải dùng cái chữ I also thì nghe nó cái ý nghĩa của nó mạch lạc hơn. Thường bạn chỉ đọc, nhưng mà cũng có lúc bạn sửa luôn bài dùm cho người ta. Okay. Sometime I also correct others apostrophe nha bạn. Exercises. Đôi khi tôi cũng sửa bài tập của những người khác. Okay. Sometime. Bây giờ tôi đọc đến đâu mà bà con viết lại thử đến đó để mình post lên rồi mình coi coi mình. Tại các bạn biết không, nhiều khi mình phải visualize nó, mình phải nhìn cái văn chứ tự nhiên mình nhớ hết trong đầu thì phải có super brain mới được. Ok, mình cứ nghĩ trong đầu rồi mình coi coi chỗ nào đúng hay sai thì nó hơi mệt cái óc của mình á, cho nên mình phải post nó ra rồi mình đọc nó rồi mình mới có một cái ấn tượng là cái này nghe có được không, cái kia nghe có được không. Ok.
Sometimes I also correct others' exercises. Okay. Đôi khi tôi cũng sửa bài cho những người khác. Okay. Rồi chấm phẩy một cái. It feels great. Mình đừng có nói it is great, but it feels great. When I can help someone, chứ không có you. Mình đang nói về mình mà đây là một cái lỗi thứ hai trong văn viết. Ok, tự nhiên mình đang dùng ngôi thứ nhất cái mình nhảy qua ngôi thứ hai à. Alright, mình đang nói về mình mà. Tự nhiên ở đâu có you, ở đâu mà kéo ra cái you đó ra đây. Ok. Đây là một cái kiểu nói của người Việt đúng không? À, đang tự nhiên đang nói về mình cái nhảy qua bạn. À, mình đang nói về mình thì mình cứ tập tập trung vô mình nghe. It is great. It feels great when I can help someone. Okay. Câu này nếu như tôi sẽ sửa là it feels great when I could help someone. Nếu tôi viết thì tôi sẽ dùng chữ could. Rồi, however, my corrections are not always right. Okay. However, my corrections are not always right. Cái câu này mình it is okay. No, it's not okay. It is okay because I believe that a certain instructor who is hiding in a strange nickname will correct my fault. Okay. Tôi á, tôi thì tôi nghĩ là tôi đang expect là bạn nói là đôi khi á, thì tôi sửa cũng không có đúng nhưng mà hơn là đã thế nào cũng có người khác sửa lại. Tôi thì tôi expect là như vậy. Ok. Vậy thì ở trong đây mình đừng có nói là it is okay mà mình nói là however my corrections are not always right. Và mình dùng dấu chấm phẩy một cái mình nói là fortunately. Fortunately là hơn đó. Okay, fortunately there are other. Okay, there are others. Là có những người khác. Hoặc là nếu bạn muốn nói instructors thì cũng được. Okay. There are instructors. Browsing the forum. Okay. Bạn sẽ nói là fortunately there are other instructors browsing in the forum correcting my mistakes when needed. Okay. Thử viết cái câu đó lên thử cho tôi đọc thử coi nó có bị tùm la không nghe. However, my corrections are not always right. Fortunately, there are other instructors who bạn có thể nói là who, okay? There are other instructor browsing. Okay, fortunately, there are other instructor browsing in the forum. Okay, browsing in the forum. To correct my mistakes when needed. Okay? To correct my mistakes when needed. However, my corrections are not always right. Fortunately, there are other instructors. Okay. Browsing in the forum to correct my mistakes when needed. Okay.
Ơi, bạn đừng có nói là my fault ha, bạn có thấy là ở trong đây mình nói là my fault. Tại sao CN bỏ cái chữ mà who is hiding in a strange nickname? Bạn có biết tại sao CN bỏ cái câu đó đi không? Ai biết lý do tại sao mình bỏ cái câu đó đi không? Bởi vì cái piece of information đó nó chả có ăn nhập gì vô cái gì mà cái point mà mình muốn nói, mà khi mình lôi nó vào mình sẽ làm cái bài viết của mình nó bị mất cái tính focus, nó mất cái trọng tâm. Ok. Còn mình muốn viết cho vui mình viết nó thành một cái câu mới. Ok, mình add đi. Ok. Cái gì? Sao lúc đầu thầy hung dữ viết soi mói tìm lỗi của người khác mà lúc sau lại viết lại hiền vậy? Làm sao? Bạn này nói gì mà mình... Ồ, sao lúc đầu thấy hả? Thấy hung dữ viết soi mói tìm lỗi người khác mà sao lúc sau hiền vậy hả? Tớ thấy của trong cái văn này nó đâu có một cái gọi là nó đâu có một cái sense nào mà cho người ta một đâu nó không có một cái tone nào mà cảm cho cái bạn này thật là hung dữ đâu. Okay. Those wrong corrections will make me remember it longer. That those wrong correction mà lại remember it. Correction là số nhiều mà tại sao mình có thể là it được? Đúng không? Đây là một cái lỗi sai đầu tiên mà mình thấy ha. Đó là chưa kể về nói về cái structure của sentence, okay? Those wrong corrections will make me remember them, đúng không? To avoid longer to avoid repeating these mistakes. Okay. Okay. Getting corrected by others. Mình sẽ nói gì đi ha? Getting corrected by the instructors makes me remember helps me đi. Make me remember. Để tới cái coi remember it longer. Getting corrected getting corrected. Đợi chút xíu để tôi nghĩ cái cách làm sao mà để form một cái cho nó rõ ràng hơn chút xíu ha. Somebody, để coi có ai đó hình như đang ring cái doorbell, đợi tôi chút xíu không. Hồi nãy có người rủ tôi đi ăn sáng vì bà con mà tôi không có đi ăn sáng. Nhưng mà bây giờ có người mang phở áp chảo về cho tôi ăn. Should I go downstairs and eat? Gì đỡ tốn. Ok, để sửa xong cái này đi nghe. Xong rồi... ăn xong rồi xử tiếp nha. Ok, trong trong lúc ăn rồi bà con đàm đàm luận.
Okay, those wrong correction. Okay, rồi mình sẽ nói thôi giữ nó luôn đi, khỏi mất công sửa. Those wrong corrections. Rồi đừng bỏ chữ will. Okay. Help me chứ đừng có make me. Help me, giúp tôi nhớ. Okay. Those wrong correction. Thôi dùng chữ make đi cho nó original. Tại vì bạn muốn nói là cái này nó làm cho bạn bị như vậy chứ không có giúp bạn. Okay. Those wrong correction make me remember. Remember them. Correction thì phải là them. Those wrong correction make me remember them. Longer. Make me remember them. Remember them longer. Make me remember. Thay vì nói là make me remember đi, make me never forget them. Okay? How about that? To make it stronger. Okay? Những cái wrong correction đó nó làm cho tôi nhớ mãi. Okay. Those wrong correction make me never forget them. Okay. Rồi có thể thêm một cái phần nào đó nữa để nói thêm là as well as make me never forget them, as well as help me not to repeat these mistakes. Okay. Rồi, viết cái câu đó ra đi. Those wrong correction make me never forget them, as well as help me not to repeat these mistakes. Okay. All right. Furthermore, thêm vào đó, correcting the classmates' exercises also like. Khi bạn viết là also like á, bạn bị thiếu một cái động từ ở đây. Bởi vì cái chữ like này nếu nó là động từ đó thì là nó là thích, nhưng mà giống á thì nó lại là một adjective. Okay. Khi mình sử dụng chữ like mà nó là động từ, thí dụ I like you, she likes me thì nó là động từ là thích. Nhưng nếu mà mình dùng nó cái gì giống cái gì đó thì mình xài nó được sử dụng như là một adjective. Mà nếu nó là một adjective á thì nó cần phải có động từ to be. Right? Thì mình phải nói là một là is like hay là are like, ba là was like hoặc là were like. Right? Mình phải dùng những cái form như vậy. Cho nên trong đây bị thiếu cái đó ha. Furthermore, correcting the classmates exercises is like a motivation. Okay. Is like a motivation. To force me is like a motivation to force me. Force me what? Force me to try more. To force me trying harder. How about that? Thay vì dùng những cái chữ more thì mình nói là harder. Is it better? Okay. Furthermore, correcting the classmates' exercises is also like hoặc là is like a motivation. Okay. Is tại vì mình nói là okay, giữ cái chữ also này cũng được ha. Is also like
motivation to force me trying harder. Thôi. Đừng có because trong này, bởi vì mình không cần phải giải thích. Mình nói nó thôi. Bởi ở trong đây nó không, chữ because này đừng có nên lạm dụng nó. Bởi vì tôi thấy người Việt Nam thích because lắm, cái gì cũng because, because. Một lên một câu nói tôi thấy hết cả trong một câu nói hết cả một đống chữ because nằm ở trong đó, cái gì cũng phải giải thích hết. Thế okay. Khi mình nhận định, mình đưa ra ý kiến, đừng bao giờ phải giải thích cho người ta biết là cái gì hết. Bởi vì những cái điều mình nói ra là đủ để người ta hiểu rồi, không có because, trong đó ha. Rồi, because I will not believe if I continuously make mistakes. Cái câu này là cái gì vậy? Tôi chả hiểu cái câu này, bạn này bạn muốn nói cái gì đây? Because I will not believe, I will not be believed if I. Oh, ý bạn nói là nếu không thì chả có ai tin vào những cái không có ai tin vào những cái không ai tin tôi nữa nếu mà tôi tiếp tục làm lỗi. Ý bạn nói làm gì đó, nhưng mà it's very funny, okay? Bởi vì tiếng Anh người ta sẽ không có nói như vậy. Okay. Cái chữ believe này đó trong tiếng Mỹ nó chỉ dùng để giống như là tin vào một cái lời nào ai nói hay là một cái gì đó. Trong cái trường hợp mà tin vào cái cách mình sửa bài đó thì nó sẽ dùng chữ trust. Okay. Họ sẽ không có dùng cái chữ believe mà sẽ dùng cái trust. Trust my correction anymore, right? Và mình sẽ nói vậy ha. Furthermore, correcting the classmates' exercise is also like a motivation to force me trying harder. Okay. Trying harder. Trying harder what? Trying harder not to make mistakes too often. Okay? Motivation to force me trying harder not to make mistakes too often. About that. Rồi ngắt lại đây. Ngắt ở là ngay chỗ đó. Rồi bỏ dấu chấm phẩy vô. Otherwise, okay. Viết cái câu đó ra ha. Furthermore, correcting the classmates exercise is also like a motivation to force me trying harder not to make mistakes too often. Rồi chấm phẩy. Otherwise, my correction won't be trusted. Okay. Rồi vậy thôi ha. Otherwise, my corrections won't be trusted. Will be đó, cái chữ won't là chữ will be, not trusted. Cái viết thẳng ra như vậy luôn ha. Otherwise my corrections will won't be trusted, will not be trusted. Rồi câu kế tiếp nha. I know it's very difficult, but I will try my best. Câu này perfect, okay? I know it's very difficult, but I will try my best. Last but not less. Câu mới ha. Oh, wow. Something new here. Last but not less. Người ta nói là last but not least chứ không ai nói là
but not less bao giờ cả. Last but not least. Ok, điều cuối cùng là. Ok. Last but not least là cuối cùng hết, là tôi muốn nói điều này. Đó. Last but not least có nghĩa là thường thường người ta hay dùng cái cụm từ này để nói điều cuối mà tôi muốn nói đến, nhưng mà có thể nó không phải là điều cuối cùng đâu. Đó, last but not least có nghĩa là tôi còn muốn nói nhiều điều hơn nữa, nhưng mà vì thời gian không cho phép cho nên đây là cái điều cuối cùng tôi nói, nhưng mà nó chỉ là ở cái thời điểm bây giờ thôi, có thể là mai mốt tôi sẽ còn nói tiếp. Đó, thì nó thường thường nó là last but not least. Ok. Last but not least. After you read this writing, please do not hesitate to give your correction or comment whether true or false. Whether correct or not, okay? Mình không quay là true or false, okay? Last but not least, please feel free to correct me whether last but not least, please correct me if I'm wrong after you reading this writing. Okay? After you have read. Okay? Last but not least, please correct me if I'm wrong after you have read this writing. Okay, rồi chấm câu ở trong ngay chỗ đó. Nha. Last but not least, please correct me if I made mistakes. Hoặc là if I'm wrong. Hoặc là last but not least, please correct me if I'm wrong. Last but not least, please correct me if I make some mistakes, okay, after you have read this writing, okay. Hoặc là after you have read my writing, okay, either one, okay. This writing hoặc là my writing cũng được. Rồi chấm chấm ở ngay chỗ đó. Rồi bây giờ mình incorporate cái idea là do not hesitate vào ngang. Ok. Mình incorporate vào cái câu này ha. Last but not least, don't hesitate. Ha, mình op thấy không? Bạn viết nó ra rồi bắt đầu bạn mới incorporate, bạn bạn sửa cái câu này lại để cho nó bao gồm hết những cái gì mình muốn nói vào trong đó. Ok. Last but not least. Không, trong writing cũng được bạn. À, không không có nhất thiết là phải in speaking, trong writing bạn viết cái câu này cũng được. Last but not least, please don't hesitate to correct me if you see some mistakes here and there. Okay, let's make it sound a little bit more fancy, okay? Last but not least, please don't hesitate to correct me if you see some mistakes here and there. Rồi. Chấm câu ở đó. Don't worry. Don't worry. If your corrections, don't worry if your corrections, don't worry about your corrections. Whether it's, don't worries about your corrections. Whether they are appropriate or not. Okay? Whether they are appropriate or not. Đừng có lo lắng về những cái chỗ mà bạn sửa là nó có thích hợp hay là không.
Okay. If it is right, it will be great knowledge which pro you provide for me. Câu này nghe chuối quá. Ok. Alright, sửa đến đó chưa? Này bỏ dù đúng hay sai của em là không được đâu. Tớ đâu có bỏ đâu đó, tớ nói rồi đó. Whether it's appropriate or not. Right? Whether they are appropriate or not. They are, huh? Okay. Ok, rồi dùng cái chữ true for, ok. I got it. Sửa xong câu đó chưa? Viết nó lên thử coi. Last but not least, please don't hesitate to. Tôi còn nhớ hết à. Để tôi nhớ. Please don't hesitate to correct me if you see some mistakes here and there. Don't worry about them. Don't worry about whether they are appropriate or not. Okay? Rồi câu cuối cùng nha. Nếu mà nó đúng thì nó sẽ là một cái kiến thức tốt cho tôi. Ok. Cái câu cuối cùng viết chuối quá, tôi cũng không biết sửa làm sao như thế này. Ok, bởi vì câu cuối cùng đã chả có nghĩa, nó nghe nó very funny và tôi hiểu được sơ sơ đại khái là như vậy. Ok. Rồi. Whether it's appropriate or not. Rồi chấm vào chỗ đó một cái. If your corrections are right, are correct, hoặc là are right. If your corrections are right. They will be a great help. They will be a great help, or they will be something great for me to learn. Okay? How about that? If your corrections are right, they will be mấy người kia bắt đầu sắp sửa có nhạc lên nhảy rồi đó. If your corrections are right, they will be will be what? They will be something great for me to learn. Okay. They will be something great for me to learn from you. How about this? Okay. Tại vì bạn muốn nói là you provide for me. Ok, vậy giờ mình chuyển cái chữ đó thành from you đi ha. If your corrections are right, they will be a great they will be something great for me to learn from you. Rồi chưa? Tại bạn này bạn muốn nói là you provide me. Bạn provide, ví dụ bạn provide food, provide bạn provide nhà cửa cho người ta ở hay provide cái gì đó chứ nó không có phải là một cái gì đó mà người ta provide knowledge thì cũng được nhưng mà nó phải ở different context thì người ta mới dùng vậy ha. Conversely,
Conversely có nghĩa nếu mà ngược lại thì cái bạn này dùng cái chữ conversely, nhưng mà nhưng mà converse có nghĩa là in reverse đó bạn. Conversely là nếu mà trái lại đó, thì mà nó không có trái lại với correct thì là nó bị wrong đó. Okay. Conversely, if they are wrong, they are, huh? Conversely, if they are wrong. They will not be useless because they will be a check. They will be a check once more of my education to consolidate it. Okay. Nếu mà bạn dùng cái chữ consolidate ở đây là bạn có nghĩa là bạn thâu tóm nè. Okay, conversely bạn có nghĩa là củng cố, bạn giống như bạn muốn strengthen nó. Nó trong đây it nhiều quá mà không biết it này là cái gì đây. Conversely, if they are wrong, they will not be useless. Rồi. Tắt cái câu đó ngay chỗ đó đây. Okay. Conversely, if they are wrong, they will not be useless. Rồi chấm một cái. Mà tôi không có hiểu cái câu này nói là câu gì đây. This will be a check more once more of my education to consolidate it. Ta Linh muốn nói gì vậy? Kiểm tra lại kiến thức của tôi một lần nữa. Ok. Ok, vậy thì mình có thể nào mình nói không? Tôi có thể dùng chúng như là một cách để kiểm tra lại kiến thức của tôi. Nói như vậy có được không? Rồi, cái chữ mà củng cố kiến thức á, thì mình sẽ dùng cái chữ enhance, ok? Enhance, mình không có dùng cái chữ consolidate. Alright. Rồi, mình sẽ nói là I can always use them as a way to enhance my gì đó, my grammar knowledge. Ok. Vậy đi ha. Conversely, if they are wrong, they will not be useless because I can always use them as a way to enhance my grammar knowledge. Okay. I can always, mình dùng cái chữ always. I can always use them có nghĩa là nó không có thừa thải đâu, bởi vì thế nào tôi cũng dùng được nó cho cái việc này. Cái chữ always này nó không có nghĩa là luôn luôn. Đây là một cái kiểu nói thôi nhau. Okay, đây là một cái kiểu nói I can always use it for other purposes. Okay? Có nghĩa là
À, đừng có lo, nó không có bị lãng phí đâu, bởi vì tôi có thể dùng cho nó trong một cái việc khác. Nhưng mà một cách nói của người ta, cái chữ always này nó có nghĩa là nó động viên người khác là đừng có lo lắng, ok, chứ nó không có nghĩa là tôi luôn luôn. Đó là một cái kiểu nói của tiếng Anh. I can always use them as a way to enhance my grammar knowledge. Rồi. Câu cuối cùng ha. For these reasons, I believe that correction or comment is much better than silence. So sánh khập khiễng quá. Tự nhiên correction với comment này đi so sánh với lại silence. Okay. For these reasons. Mình có thể đó là for the above reasons là theo những gì mà tôi đã trình bày hả, nó có nghĩa là như vậy đó. For the above reasons, I believe getting corrections or comments is always a good thing. Hoặc là it's always a better thing than. Getting ignored. Okay. For the above reasons, I believe that getting corrections or comments, Andy, I believe that getting corrections and comments, it's always better than getting getting nothing. Getting ignored thì nó ok thôi, tại vì getting ignored nó là một adjective thì mình sẽ bị vướng phải cái lỗi nó bị parallelism đó. Thì bây giờ tôi đổi lại như vậy nha. I believe that getting corrected or commented, okay, it's always better than getting ignored. Okay. Với những điều tôi đã trình bày bên trên, tôi tin rằng được sửa bài hoặc là được được phê bình thì lúc nào cũng tốt hơn là bị người ta phớt lờ đi, không có để ý đến. Alright. For the above reasons, I believe that getting corrected or commented is always better than getting ignored. Good day. Done, 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 done. Xong chưa? Có chỗ nào không vừa ý không, và hay là có chỗ nào mà cần hỏi không? Không hả? Ok. Rồi bây giờ đọc lại bài từ đầu cho đến đuôi thì bà Linh sẽ thấy có thể là cái bài văn nó sẽ trôi chảy hơn, right? À, ý nghĩa nó đi liền từ cái này qua cái kia, nó không có bị vấp cục đá cục gạch nhiều quá. Alright. Rồi cái bạn kia muốn tôi nói cái chữ right và wrong, true và false, ok? Chữ right và chữ wrong. Right là đúng, wrong là sai, true là đúng mà false cũng là sai. Nhưng mà nó lại khác. Ok. Getting ignored nó là tính từ nha. Getting ignored. Phải bỏ ed vào trong đó để cho nó biến thành tính từ đó.
Chữ ignore này hả? Chữ ignore này nó không có danh từ bạn, chữ danh từ của nó lại là một cái chữ khác, đó là ignorance, có nghĩa là dốt nát, quê mùa, không hiểu biết, ok, chứ nó không có nghĩa là bị phớt, một cái sự phớt lờ, ok. Nếu mình muốn dùng cái chữ phớt lờ thì mình sẽ dùng cái chữ negligent, I think, ok, nó từ cái chữ neglect, ok, negligence. Ignorance nó không có nghĩa là bị phớt lờ mà nó có nghĩa là dốt nát. Ok. Rồi. Cái chữ true và chữ false, chữ right và chữ wrong, nó có nghĩa rất là giống nhau nhưng mà cái cách dùng của nó lại khác, bởi vì tùy theo cái context, giống như là bạn gia hạn hay là gia hân gì đó. Bởi vì cũng giống như chữ rửa và chữ giặt ở trong tiếng Việt của mình vậy đó, nó đều có nghĩa là làm cái gì đó sạch, đúng không? Thì nó phải tùy vào cái context người ta dùng, và bạn muốn biết được cái này đó là bạn phải đọc nhiều, nghe như người ta nói nhiều, thì lúc đó bạn sẽ có một cái sense là khi nào dùng nó đúng và khi nào dùng nó sai, ok. Chứ nó không có quy luật, nó có quy luật là khi nào phải dùng cái này, khi nào dùng cái kia, ok. Ví dụ như giờ mình chọn bài tập về gọi là gì ta, multiple choice, tiếng Việt gọi là gì, cái test mà nó có ABC cho mình chọn đó, ở bên Việt Nam gọi cái test đó là loại gì, ở bên nước ngoài người ta gọi là multiple choice. Có những bài tập kiểm tra mà có sự chọn lựa đó, ok, trắc nghiệm hả, ok. Thì á, mình có thể nói là những cái câu hỏi, những cái câu trả lời của bạn chọn á, nó là đúng hay sai, thì lúc đó mình phải là right or wrong, chứ mình không có dùng là true or false được, ok. Nhưng mà khi một cái statement người ta nói ra đó, cái câu nói của tôi nói ra, thì bạn sẽ nói là true hay là false, ok. Là bây giờ tôi nói ra ha, theo định luật bảo toàn năng lượng, ok, mọi thứ trên đời tự nhiên mà nó có, và khi nó muốn mất đi là mình phải giết nó, ok. Bạn hãy trả lời cho tôi true or false. Thì khi mình nói true hay false, nó là thuộc về cái nhận định, ok. True hay là false có nghĩa là những lời tôi nói là một sự thật hay không phải là một sự thật, ok. Còn khi mà mình nói cái con nhỏ đó đó là một cái con ăn cắp, nhưng mà người ta không phải là người ăn cắp, thì mình sẽ nói đây là một sự thật hay là không sự thật, thì mình sẽ nói là what he's saying is not true, okay, what he's saying is not true, he lied about it, chứ mình không nói là he false, he's false, mình không nói là, mình sẽ nói là he lied chứ mình không nói là he false. Nói chung là tùy theo cái context mà mình dùng á, từ từ bạn sẽ mới có một cái, giờ bạn thí dụ bạn đặt câu đi, thì một cái người mà người ta đã nhìn thấy cái cách dùng của những cái chữ này nhiều, trong nhiều trường hợp á, lúc đó họ sẽ có một cái sense để họ nhận định là ồ, bạn nói trong trường hợp này bị sai, bạn nói trong trường hợp này thì đúng đó, thí dụ như vậy, ok. Còn còn có một cách nữa là bây giờ mình nhìn vào cái definition của nó ở trong cái dictionary để mình có một cái better understanding, ok. Bình thường em không xài, em xài không để ý, xài tự nhiên thôi, mà thấy mấy bạn, thấy bạn đúng, đôi khi á, mình bình thường mình nói tự nhiên, mình nói trôi chảy lắm, tự nhiên cái mình bị người ta đưa một cái gì ra cái mình khựng lại. Biết tại sao không? Tại cái óc của mình ông trời ông sanh ra là như vậy đó, nó bị một cái gì đó interfere vô, cái nó chặn cái dòng suy nghĩ của mình lại,
Và đôi khi mình đang nhớ, tự nhiên mình đang nhớ hai cái này là hai cái sự khác nhau hoàn toàn. Tự nhiên hồi hồi có người chạy vô, họ cứ nói hồi cái nó họ làm cho mình loạn lên, cái cuối cùng mình cũng bị confused. Ok, cái đó là, và cái trường hợp này hay xảy ra đối với con nít ha. Con nít nó đang muốn nói gì á, bạn cứ bạn nó hồi tự nhiên nó quên mất nó muốn nói cái gì, hồi nó bực mình lên nó khóc. À, thì cái óc của con người của mình là như vậy. Ok. Và người lớn hay sử dụng cái chiêu này để chọc con nít, phải không? Sài Gòn nói gì? You can say it is correct to say that learning English on Pal Talk is good. It is correct. I wouldn't say it's correct. I would say it's reasonable. Đó, bạn thấy không? You can say it is correct to say it is reasonable to say that learning English on Pal Talk is good. Okay. Okay, by only you. Còn ví dụ correct á, thì thường thường mình nói correct thì nó phải là true, always true. Đối với người này mà nó true mà đối với người kia có thể nó không true á, thì lúc đó mình sẽ dùng cái chữ reasonable. Reasonable là majority người ta sẽ thấy là đúng. Ok. Còn khi mình dùng cái chữ correct á, là đa số là nó sẽ always true. Là ai cũng đồng ý hết thì nó sẽ là correct. Đó thì cho nên là các bạn phải viết ra người ta mới biết cái cách suy nghĩ của bạn như thế nào. Chứ nhiều khi mình nghe người ta dạy mình xong rồi mình không vận hành, mình không bỏ nó vào trong cái practice của mình đó. Nhiều khi nó không có lòi ra những cái cách sai, cách hiểu sai của mình. Ok. Ok thôi bây giờ tôi đi ăn nghe. Ai mà còn thức được tiếp thì cứ việc thức. Hay là leo lên nói chuyện trong thời gian tôi ăn đi, mà hồi tôi quay lại. Alright. Trời, nó cho nhiều quá, ăn nãy giờ ăn không hết rồi. Quá trời luôn trời, thiệt tình. Ăn đến nỗi. Especially layer. Okay, I can do layers really, really nice. Tôi chỉ cắt cho mấy người quen thôi, ví dụ như là bạn bè ai mà muốn cắt tôi cắt vậy thôi, hoặc là người trong nhà tôi cắt. Tôi thì tôi lười nấu ăn, tôi không thích nấu ăn, nhưng mà nấu ăn thì ngon. Lười thôi chứ còn biết nấu, vô bếp là nấu ăn ngon liền. Tôi về một lần. À, 2 năm trước. Đoán gì trời ơi.
Mình không nói là a body mà mình nói là the body of a man. Okay. This morning, a body of a man. The body of a man. Okay. This morning, the body of a man was found adjacent to the edge of a pond. Okay. Mình tôi thì chắc là mình nói là adjacent. Adjacent có nghĩa là cận kề, ok? Ví dụ cái nhà này nó adjacent to cái nhà kia. Chứ mình không có nói cái body nó adjacent to the edge được, trừ khi cái edge của cái pond đó nó có cái thành. Mà thường thường cái pond thì đâu ai xây thành đâu, đúng không? Khi mà cái câu này mà tôi đọc á thì tôi tưởng tượng ra là cái body nó nằm ngoài cái ao chứ nó không có nằm trong cái ao. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là balloon muốn mean nó là nó nằm ở trong cái ao mà nó nổi lên cái rìa mép nước ở trong cái thành ao, trong cái bờ ao, đúng không? Right? Thì cái câu mà viết á, người ta sẽ cho người ta liên tưởng đến là cái body nó sẽ nằm ở ngoài cái ao chứ không ở trong cái ao. Ok. Bây giờ muốn cho người ta đã biết là nó nằm ở trong cái ao mà nó ngay cái rìa mép nước á, thì mình thêm cái chữ floating. Ok. This morning, the body of a man was found floating adjacent to the edge of a pond. Okay? Thì lúc đó người ta sẽ cho nó liên tưởng là nó nổi lên và nó nằm kế gần bên ngay cái bờ ao, mép ao vậy đó. His stomach was distended. Tại sao mình không có dùng was being? Mình không có dùng being bởi vì nó không phải là một cái gì đang diễn ra. Mình chỉ dùng cái being thôi, là mình dùng diễn tả một cái gì đó nó đang in a progress, right? Mà cái này nó chỉ là tả thôi. Ok. Giống như mình chỉ tả vậy thôi đó. Mình tả là giống như nó là một cái phát chỉ đó. Chứ mình không có diễn tả nó như là một cái action mà nó đang happen, ok? Nhưng mà theo tôi thì cái chỗ này đừng có dùng chữ was. Chỗ này mình nên dùng, bỏ cái chữ was đi mà mình dùng luôn là distended. Mình như dùng nó như là một verb đi. Tại vì cơ thể của nó mà chết chết trôi chết nước á, thì nó sẽ tự nó sẽ sình lên. Chứ nó đâu có ai làm cho nó sình lên đâu. His stomach distended and his body stinks up, hoặc là stink. Mình dùng cái chữ stink là động từ đó, nó làm hôi thối lên đó, thì mình không có cần phải dùng là smelt. Ok, mình dùng luôn cái động từ to stink. Stink hả? Stink là làm cho hôi thối. Quá khứ của sting là stink. Mình dùng cái chữ là his body stink up the whole area.
Có nghĩa là cái body của ông ta làm hôi thối cả một vùng. Ok. Để coi bữa nay coi có ai làm bài không. À, các kêu là ai cái bài nào mà có mũi tên đó là bài đã có new post right. Cái bạn gà con online này, cái bạn này đăng ký cũng lâu rồi nè mà sao không bao giờ thấy làm bài hết ha. Keep patient cũng vậy nè, lười làm bài nè, không làm bài gì hết bạn nào tên là phá hư ta đây, phá hư ta thấy cũng có nhiều người reply. Let me see. Jim C nè, Jim C cũng lười làm bài nè. Work face chưa trả lời. Sunset, Sunset chắc là học sinh mới đây. Học sinh mới mới vô làm cái gì đây? Mấy cái này chắc cho người khác sửa đi. Cái này dễ mà. Cúc Quy hả? Cúc Quy có bài nào không ta? Cúc Quy mới post bài lên nè. Trời ơi, Quốc Huy post bài chỉ tôi. Gớm quá. Deterior aided là phân hủy. Cái nếu mà dùng cái chữ đó là phải dùng chữ was. Ok. Deteriorated. Deteriorated was okay. His body was deteriorated. This morning, the body of a man was found floating adjacent to the edge of a pond, his stomach distended, and his body stink. Stink up the whole area. Stink up the whole area. Để coi mấy người có nhiều week, week 1, week 2, week 3, week 4. Four more ABC. ABC coi có ai chiếu cố ABC không. Không có ai, không có ai hay là có chưa có post, chưa có post. Hai ba bốn năm, week năm chưa có cái gì hết. Today chắc là có người sửa rồi. Week hai,
Bài của Quyết 4 nè. Quyết 4 số 2. Bài Quyết 4 số 2, bài Quyết 4 số 1, bài Quyết số 3, số 1 với số 2 chưa có ai sửa hết. Dễ mà, muốn biết về nước Mỹ lên trên mạng đọc đầy luôn á thầy. Đọc đọc mấy cái trận chiến nó rồi đọc lịch sử của nó. Chừng nào quánh lộn rồi mới biết được. Chờ mong đi, thế nào cũng có quánh lộn mà coi vui lắm. Kỳ này mà đã quánh lộn là mình được coi trên tivi, tha hồ mà coi. Ok, bài số 1 ha, sửa cái bài cho cái bạn này thử coi. Oh, vậy can fix. She can fix someone for hours together that she doesn't blink her Nào bà con coi cái người này viết đi. Chắc cái người này viết cái kiểu này mình phải giải thích bằng tiếng Việt quá. Thấy hết bằng tiếng Anh một hồi nữa loạn lên không hiểu gì luôn. She can fix someone. ABC này có phải là balloon không? She can fix someone for hours together. Now she doesn't blink without blinking an eye. Cái này nó có một cái thành ngữ là to blink an eye mà sao lại blink her eye, đúng không? Thành ngữ to blink an eye. Nó là một thành ngữ, ok. Ồ, chắc là bị computer bị đứng rồi. Tại sao vậy? Tại cái vì flash. Blink an eye là blink an eye là giống như là không cần chớp mắt vậy đó. Chỉ trong nháy mắt vậy đó. With a blink, blink of an eye, doesn't blink an eye. She can fix someone. How can you fix someone? You can fix a car. You cannot fix someone. Okay? She can fix someone for hours together. Cái câu này là nghĩa là gì tôi không biết này nha. She can fix someone for hours together. What do you mean? Muốn nói nhìn chằm chằm á hả? Nhìn chằm chằm thì tiếng Mỹ nó là stare chứ. Ok. Chỉ là chữ stare. Chữ fix nó có nghĩa là repair hoặc là correct hoặc là sửa cái gì lại đó. Còn fix mà fix someone thì nó đâu có nghĩa là nhìn chằm chằm đâu. Còn thí dụ mà no, nếu mà người ta fix her there are stay fixed là khác nữa. Ví dụ như cái eyes của một người đó mà stay fixed on someone á, là cái mắt của người ta cứ nhìn vào cái người đó mà không có rời ra đó.
Fix someone cũng có nghĩa vậy ạ. Fixated nó có nghĩa khác nữa. Fixated là một cái gì đó, nó là cái fixation, nó là một cái thói quen, nó là một cái gì mà nó nằm trong cái bản tính của con người của mình đó, nó gọi là fixation. Hoặc là fixated là mình bị quen một cái thói quen nào đó. Ok, fix someone, để tôi coi thử coi trong trong idiom nó có nghĩa là gì. Fix someone up. To fix someone up is defined to arrange. Fix someone up thì nó cũng có nghĩa là đi set up cho người ta gặp nhau thôi thì gọi là fix someone up. Nhưng mà tôi đâu có thấy fix someone là cái gì đâu. Fix someone, to fix someone. To fix someone. I don't know. Bây giờ mình, nếu mà mình fix một người, có thể là mình có thể hiểu theo cái nghĩa là mình là sửa đổi con người người ta đó. Ok. Hoặc là mình fix someone's behavior, mình làm cho người ta thay đổi cái thái độ của người ta. Ok. Nhưng mà trong cái câu đó kỳ quá. She can fix someone for hours. Nó không có nghĩa gì hết trơn á đó. Market nói gì? Means to get your own back if they have upset you. If you fix them, then that means you're gonna make things straight. Okay? You will straighten things out. You will do something so that they have to correct whatever wrongdoing that they've done to you. But yeah, you fix someone's eyes on something là different, like I told you earlier, right? Hồi nãy tôi mới nói đó. If you fix your eyes on someone thì cái đó mới là mình không rời mắt người ta, mình cứ nhìn, stay fixed, right? Nhưng mà if you, she can fix someone for hours together. It doesn't mean anything. Okay. Bạn này phải rewrite cái câu này, ok? Cái câu này sửa không có được. Cái câu này chỉ có rewrite thôi, chứ không có sửa, ok? Câu số 2. Câu số 2 là gì? Là phải dùng chữ correct. They will correct you if you don't make it like what they required. They will correct you. If you don't make, khi bạn correct someone, if you correct someone, it's more like you make them to do the right thing instead of doing something wrong to others. Okay, giống như là tội phạm đó. They being corrected by putting them in jail. Okay. Thì mình sẽ nói là they will correct if you don't make it like what, if you don't meet their requirement. Ok, đó là như vậy ha. They will ask you to correct if you don't meet their requirement.
will ask you to correct your mistakes. Or no, don't có your mistake được đâu ha. They will ask you to correct. Correct cái gì? To correct your assignment if you don't meet their requirements. Ý cái bạn này bạn nói là họ sẽ sửa bạn nếu mà bạn không có làm theo những gì họ yêu cầu đó. Họ sẽ không phải sửa họ đâu, họ sẽ giống như dạy dạy dỗ bạn vậy đó. If you correct someone, like you trying to make them a better person, I think. In that sense. Cái này phải hỏi cái người viết coi họ mean là cái gì mình mới sửa cho họ được. Balloon mean nó là cái gì? Balloon có ở đó không? Tại vì cái verb mà correct nó là một cái transitive verb, nó cần phải có một cái object là mình correct cái gì. Nếu mà nó correct your mistakes thì nó đã đầy đủ ý nghĩa rồi. Okay, get lost. Cái thằng này suốt ngày cứ vô đây. Can I use the mic? Khùng à mày. Bà luôn chắc đi ngủ rồi hay là đi đâu rồi trời. Không làm giống như họ yêu cầu thì sẽ bị khiển trách. Ok. Yeah. They will correct you. Đó, cái chữ correct này thấy không? Make you a better person đó. Vậy là bạn này bạn muốn nói như vậy đó. If you don't make it, no, if you don't do what they required, okay? Chứ mình không có make it like. Ồ, gà gái à hả? Ok, vậy thì đi ngủ đi. Còn ai nữa? They will correct you if you don't do what they require. Không có like ở trong đó ha. If you don't do what they require. Không đi ngủ à? Câu có chắc không vậy? Tại vì nếu mà buồn ngủ á, thì sẽ không có tiếp thu được bằng cái lúc mình tỉnh đâu. Ok, câu kế tiếp là tell my friend, give me a reason why you could tell my friend where that book was secreted. Ok, mấy câu này lấy ở đâu ra vậy?
Hay là tự bịa ra mà nghe nó kỳ cục quá. Give me the reason why you could tell my friend where that book was secreted. Give me the reason. Mình phải là give me a reason chứ. Right, give me a reason why. Give me a reason why. Why you told my friend. Chứ không có you could tell my friend. Give me a reason why you told my friend where that book was hidden. Was hidden. Okay. Dùng cái chữ hidden nha. Cho tôi một lý do là tại sao bạn lại nói với lại bạn của tôi về cái cuốn sách đó được giấu ở đâu. Okay. Give me a reason why you told my friend where that book was hidden. Rồi câu số 4 will say nè. Tomorrow he will say everything about. Không có say out hả? Huh? Không ai nói là say out hết. Phải là say everything. Tomorrow he will say everything about. About what? An exaggerated expense report of the second quarter that he and some colleagues did. Còn không thôi là some of his colleagues did. Some of nha. Không có some không. Tomorrow he will say everything. About an exaggerated expense report of the second quarter that he and some of his colleagues did. Cái em Annie là ai vậy? Tôi đâu có quen biết đâu mà sao mà cứ sáng lại gần tôi như thế này. Ok, sửa lại là như vậy. Ok. Tomorrow he will say everything about an exaggerated expense report of the second quarter that he and some of his colleagues did. Ok, câu số 5 ha. Dùng chữ how high. How high is, chứ không phải in, chắc là đánh bị gì hả? How high, how high a mountain that Tom climbed up. Oh, how high. Oh, kỳ quá hả? How high a mountain that Tom climbed up to the pinnacle is. Ai, 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 ai. Rồi mình không có bỏ cái chữ is ở cuối câu. Mình hỏi câu hỏi, mình phải bỏ cái câu hỏi lên đầu câu với ai lại bỏ cuối câu. Right? Mình sẽ nói là how high is the mountain that Tom climbed up. Okay. How high is the mountain that Tom climbed up? Rồi, không có to the pinnacle ha, bỏ luôn cái dòng nó đi ha. Rồi bây giờ đến chữ tall. How do you know how tall that man is? Okay, good job.
How do I know how tall that man is? It's easy. Take a measure tape, then measure him. Lower than the this tree is lower than that one. Thường thường mình sẽ nói là this tree is shorter than that one chứ ai nói ai mà nói là this tree is lower than. Thường thường mình dùng chữ cái lower than để mình compare cái positions của nhiều vật thể với nhau. Thí dụ như là mình treo cái này cao hơn, treo cái kia thấp hơn thì mình có thể dùng chữ lower. Mình cũng có thể dùng chữ lower than để chúng ta compare điểm, compare cái score hoặc là compare cái rank, địa vị của một người. Đấy. Nhưng mà mình không có dùng cái này để compare cái chiều cao. Okay, you cannot use lower than to compare height, okay? Rồi, câu số 8 là shorter than this trouser leg. Okay. Is shorter than this one. Bạn muốn nói cái trousers leg là cái ống quần gì phải không? Trousers leg. Bỏ thêm cái apostrophe s ha. The trousers leg is shorter than the other one. Okay. Một cái trousers nó có bao nhiêu cái ống quần? Có hai cái ống quần, right? Thì mình nói cái ống quần này nó ngắn hơn cái ống quần kia. Right, trousers. Bản thân cái trouser nó là cái pant leg rồi, cái bản thân của nó. Thường một cái quần tây người ta gọi là cái trousers là có thêm chữ s trong đó, giống như chữ chữ pants. Right. Pants nó cũng có số nhiều hoặc là chữ shorts. Right. Thì mình dùng cái chữ mình dùng là chữ mình muốn nói một cái ống quần này á thì mình chỉ cần nói this trouser đừng có chữ s trong đó rồi được bỏ luôn chữ leg đi. The trouser is shorter than the other one. Tại vì một cái trousers nó có hai cái ống thì mình compare cái ống này ngắn hơn cái ống kia thì mình kêu là cái trouser này nó ngắn hơn cái trouser kia. Right. Mình kêu this trouser đừng có bỏ s thì người ta biết ngay là cái đó là một cái ống quần. Is shorter than the other. Okay, now. Đúng, một cái quần nó phải gọi là cái trousers, là phải có chữ s. Cái trouser nó không phải là cái quần. Okay. Cái trouser nó chỉ là cái ống quần thôi. Hai cái trousers thì nó mới biến thành cái quần. You understand? I know. Thì lúc mình nói là this trouser is shorter than the other one, nó có nghĩa là cái ống này ngắn hơn cái ống kia. Tại vì bà luôn cứ nghĩ là cái trouser nó là cái quần. Nhưng mà cái trouser nó không phải là cái quần. Giống như là chữ pant cũng vậy. Ok. Chữ pant. Cái pant nó không phải là cái quần. Cái pants này nè nó mới là cái quần. Chữ short này nó không phải là cái quần cục mà chữ short này thì nó mới là cái quần cục. Thấy không? Chữ jean này nó không có là cái quần jean mà cái này nó mới là cái quần jeans. Ok. Nghe tớ nói mà không hiểu hả? Cái trouser itself is a leg. Không lẽ bà luôn nói là cái leg leg. Cái leg leg là cái gì? Tại vì cái bản thân cái chữ trouser nó đã là leg rồi. Thì làm sao mà mình nói là cái trouser leg nữa?
Muốn mà nói cho nó rõ ra thì mình sẽ dùng chữ trousers. Leg. Nếu mà muốn nói rõ ra, this trousers leg is shorter than the other one. Đến chữ much more. Okay, much more is much more better than the first time. First time thì sao có s trong đó được hả? First time chỉ có một lần thôi. Is much more better. Rồi, mình đã có chữ better rồi, mình không có dùng chữ more nữa, mình nói là it's much better than the first time. Okay. Câu đó sửa lại là như vậy. Is much better than the first time. Câu số 10. Many people said that legals lost all humanity. Rồi bây giờ cho tôi biết cái chữ legals lost. What do you mean? Cái lost của legal hay là cái gì? Phải cái apostrophe s đó để show cái possessive không? Hay là để viết tắt? Has lost. Ok. Vậy thì mai mốt đừng có viết như vậy, bởi không có ai mà viết has lost mà viết tắt cái kiểu đó hết. Ok. Người ta chỉ dùng apostrophe s trong cái name như vậy để show possessive mà thôi, chứ không có ai dùng cái kiểu này để làm một cái contraction của chữ has lost. Many people said that legal has lost all humanity. What do you mean by all humanity? Bạn muốn nói là mất hết nhân tính đúng không? Cái humanity nó không phải là cái nhân tính, cái humanity nó giống như là một cái humanity. Tùy theo cái context nhỉ. Có lúc humanity là nhân tính, nhưng mà tùy theo cái, nhưng mà mình không có dùng là all humanity được. His đi, bỏ chữ his đi. Ok. Thay vì chữ all mình bỏ chữ his vào trong đó. Many people said that legal had lost his humanity. Sao bạn cứ phải bỏ cái chữ o ở trong đó vậy? Nghe cho nó giống gần gũi với tiếng Việt ha. Rất nhiều người nói rằng Lico đã bị mất nhân tính. Ok. Rồi bây giờ đến bài số mấy nữa? Bài số 2 không có ai sửa nè. Ok. To watch out for. Watch out for the splinters. Splinters, huh? Of glass on the floor. Glass nó làm gì có splinters? Splinters nó chỉ chạy ra từ metal thôi à. Metal, mấy cái metal mà nó ra mấy cái bụi sắt á, nó châm 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 vào người mình, hoặc là cây gỗ hay là cái gì đó mình chặt củi á, thì nó mới ra mấy cái splinters đó thôi, chứ glass nó đâu có đâu. Đúng không? Glass khi mà nó bể vỡ nó ra từng cái mảnh vỡ nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ li ti mà. Đấy. Glass lúc mà bể nó có ra mấy cái splinters, mà giống như mấy cái gọi là mấy cái dầm mà theo nó như là mấy cái cây nhỏ 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 để nó chích vô người mình không?
Tôi nghĩ là nó bể ra thành từng miếng 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 nhỏ li ti thôi, chứ nó đâu có, nó có ra splinter được đâu. Debris hả? Debris. Tại sao không dùng tại sao không dùng mấy cái chữ cái shatter pieces, tiny shatter pieces? Watch out for the broken glass pieces on the floor. Cũng được vậy. Tại vì chữ debris nó chung chung quá. Debris nó là rác rưởi, nó là những cái thứ mà mình dục đi mình không xài nữa, nó gọi debris. Ok, vậy câu này mình sửa lại: Watch out for the broken pieces, Watch out for the broken glass pieces on the floor. Hoặc là thêm chữ tiny nữa, cho nên mình mới cần phải watch out for cái. Hoặc là mình nói là watch out for the broken glass on the floor cũng được. Ok. You you can get injured. Okay. You can get injured. By stepping on them, hay là by on it, nếu mà dùng là broken glass thì là on it. Watch out for the broken glass. Okay. Hoặc là watch out for the broken pieces of glass on the floor. Theo tôi thì nói là watch out for the broken glass on the floor. À, nói ngắn gọn mà nó hiểu y chang vậy thôi. You can get injured. Stand up for, defend oneself against something. Ủa, tôi nhớ cái bài này là người ta cho là stand up to hả? Sao viết là stand up for? If you stand up to your boss, see? Ở trên là stand up for, dưới thì viết là stand up to. If you stand up to your boss, you will lose your job. Ok, câu này không có gì sai hết này. Number 3, you should stay over at my house because it's so late at night and it's pitch dark. You should stay over at my house because it's too late. Rồi bỏ bỏ chữ night đi ha. Thì mình nói you should stay over at my house because it's too late and it's dark outside. Okay. Okay, number four, to try on. Why don't you try it on before you decide to buy it? Okay. Why don't you try it on before you decide to buy it? Tại to buy không thì nó không có nghĩa phải bỏ thêm một cái object nữa ha. To buy it. Number 5. Turn off the lights and close the windows before you go out. Okay.
Break up last February. They broke up after marriage for 5 years? No. Last February, they broke up after being married for 5 years. Or after had been married for 5 years. Being married. Number 7. If I were you, I would not save up much money like that to join on a interesting stock exchange only. Câu gì mà lung tung sà bần đó lên, tôi chả hiểu nói cái gì cả. Nếu tôi là bạn, tôi không bao giờ lại dùng cái số tiền lớn như vậy để mà mua chứng khoán. Đó, nói như vậy thì mới đúng chứ. Dùng tùm lum tùm la quá. If I were you, I would not use cũng không được nữa. Câu này kỳ quá, kỳ. Rồi câu này không viết trong cái context này, cái chữ save up nó không có hợp, ok? Câu này phải viết là cái câu khác, ok? Ví dụ như mình nói là nếu tôi là bạn thì tôi sẽ để dành tiền, ok? Tôi sẽ để dành tiền cho một cái mục đích nào gì đó, ok? Thì được. Còn trong cái context này, cái nội dung này thì nó dùng cái chữ save up không có được. Thấy không? Rất là vô duyên, phải không? If I were you, I would not save up much money like that to join on why you wouldn't you. Nếu tôi là, cái câu này nó không có nghĩa, nó nghĩa của nó rất là vô duyên, phải không? Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không để dành tiền để mà mua cái villa. Thì người ta sẽ kêu ủa gì kỳ vậy? Không để dành tiền để mua cái villa, tại sao lại không mua cái để dành tiền? Bạn có thể nói là cho cái mục đích đó thì người ta còn nghe được. Tôi không có để dành tiền cho cái mục đích như vậy. If I were you, I would not save up money. For buying stock. Ví dụ như tôi không có để dành tiền hả? Ok. I would not. Ok, I would not. If I were you, I would not save up money for buying stock. Ok, stock. Or for, no, for, yeah, buying stocks. If I were you, I would not save up money for buying stocks. Like, I'd rather to spend the money instead of save it
for buying stocks. I'll store provisions. Is running out of food, so we have nothing to eat now. Okay. Bây giờ bạn dùng cái chữ out stock, out store hả? Out store provisions. Bạn dùng cái chữ provision này để bằng bạn mean nó là cái gì? Bạn mean nó là đồ ăn hay là bạn mean nó là những cái thứ mà cần thiết? Bạn mean nó là food or you mean it's like supplies? Okay, so you say I'll store provisions. I'll store provisions. Okay, tại sao mình không nói là cái stock của chúng ta đó là cái provisions của chúng ta mà lại là store of provisions? Tại sao mà mình không nói là our provisions? Khi mà mình nói là our provisions như vậy là mình cũng biết là cái hàng dự trữ đồ ăn của mình nó bị hết rồi. Ok. Our provisions are running out. Are running out thì là gần sắp hết. Còn has run out, okay? Our provisions have run out. So we have nothing to eat now. Okay? Pick up, come and get someone in a car. He picked her up on time, as he had promised. Okay. Mà mốt đừng viết tắt nữa nha. Viết thẳng ra nếu mà viết mấy câu như vậy, okay? He picked her up on time, as he had promised. Rồi, payback. You borrowed my book for a long time. Why don't you pay me back? Thường thường người ta dùng cái chữ là pay someone back có nghĩa là trả tiền chứ không có ai trả cái gì khác ngoài tiền hết. Okay. You have borrowed my book for a long time. Why haven't you? Given it back. Okay. Đừng có dùng chữ pay back mà given it back. Mà bây giờ cái chữ pay back này á mình phải dùng cho nên bây giờ mình phải sửa cái câu này thành tiền đi. Okay. You borrow my money. Okay, you borrow my money for a long time. Why haven't you paid back? Hoặc là paid me back. Remember, nó có hai cái kiểu nói, ok? Khi mình nói một người mà hasn't paid you back là có nghĩa là bạn vẫn còn hy vọng là người đó sẽ trả tiền lại cho mình, ok? Thí dụ mình complain ha. He has not paid me back. Anh ta chưa có trả tiền lại cho tôi. Thì trong đây mình vẫn hy vọng là người ta sẽ trả lại cho tiền cho mình. He doesn't pay me. Okay, bye. He doesn't pay me back. Anh ta không trả tiền cho tôi, có nghĩa là he refused to pay you. Okay? So you're not gonna get it back. Alright? So mình nhớ là nó có hai cái cách như vậy ha.
cách đầu á mình nói là he doesn't pay me back, là nó không có trả tiền cho mình. He hasn't paid me back. Oh, nó sẽ trả tiền cho mình nhưng mà ở vào một thời điểm nào đó. Chứ nó không ăn quỵt. Kém. Quỷ nó chơi nhạc lớn quá. Ok, xong rồi đó. Coi như là hai bài này xong rồi thì nhớ post cái phần sửa của mình lên, ok. Ngoài ra có cái week 5 thì chưa có bài tập nè. Bài ba gì nữa? Week 3 hay là bài 3? Bài 3 tôi thấy có 3 cái reply rồi đấy thầy. Nè, tôi thấy có bạn Đức, bạn Sữa rồi nè. Sửa dấu câu thôi hả? Ok, để tôi coi nha. Sister là chị của tôi phải không? Ok, chị tôi. My house is on a river bank where a small curved bridge was banned. Ok. Rows of Erica's R, cái rows là phần số nhiều phải không? R under the sun, betel leaves, chả có nghĩa gì cả. Em muốn viết, bây giờ muốn viết thành một cái câu á, để cho người ta sửa là phải sửa nguyên một cái câu đàng hoàng, chứ không có viết theo cái thể mà giống như là thơ được. Ok. Rows of Erica are what? Are waving under the sunlight. Okay. My sister looks nice. She is selling vegetables in East Bridge Market. My sister has not yet married. Maidenhood. Thôi, cái này bây giờ phải sửa lại đi. Và luôn phải viết lại theo giống như là theo câu đấy. Chứ không có viết theo cái lối này được. Ok. Muốn đi đi vào trong đấy sửa lại thành theo cái viết từng câu có chủ từ, có động từ đàng hoàng. Ok, sau đấy người ta sẽ sửa cho. Viết chưa xong nữa mà bày đặt đòi làm thơ thì làm sao mà làm, cứ viết ra giống như mình tưởng tượng ra cái câu chuyện đấy rồi mình viết cho nó ra. Đa số mấy bạn đều viết nó là câu chuyện chứ không có ai mà viết giống như bà Luân viết cả. Mình có thể viết theo kiểu phân tích giống như mình phân tích bài văn đấy mà, đúng không? Mình có thể bàn một câu câu chuyện này, mình nói về cái bài hát đấy. Biết rồi, bài dịch đó, cho nên là người ta viết theo cái thể giống như là thơ, nó không có đầu, không có đuôi gì cả. Nó không phải bài thơ cho nên bà luôn viết theo cái kiểu giống như là thơ đấy. Câu đầu không ra đầu mà đuôi không ra đuôi, không có chủ từ, không có gì hết. Hôm bữa là cái bài dịch là thì nó là một thể thơ.
gọi là thơ tự do đấy, mà khi người ta viết thơ thì nó sẽ không có chủ từ mà cũng không có động từ, nhưng mà mình nghe mình vẫn hiểu. Còn trong cái bài tập ấy thì bà luôn phải viết cho nó ra câu ra cú đàng hoàng, một câu phải có chủ từ, động từ, modifier hoặc là cái gì đấy, bởi vì viết câu còn sai mà thì còn viết theo cái kiểu kia nữa là còn chết ác nữa. Không hiểu bài hát thì làm sao mà viết à? Bài hát tiếng Việt mà lại sao không hiểu bài hát thì mình cứ hiểu, mình viết theo cái kiểu của mình hiểu thôi. Còn khi người ta chấm văn phạm cho mình thì người ta chỉ chấm coi mình viết câu cú có đúng với lại hoặc là có diễn tả cái ý nó đúng theo cái kiểu tiếng Anh người ta viết hay không thôi. Chứ người ta cũng chẳng có care về cái phần là mình hiểu bài bài nhạc nó ra làm sao. Nói chung là mình cứ viết làm sao mà cho cái câu cú nó đúng ngữ pháp là được rồi. Còn cái vấn đề mà lối suy nghĩ của mình có đúng với bài hát mà tác giả muốn hay không thì cái đấy là chuyện khác. Tôi nhớ hôm qua là tớ sửa cho rất là nhiều người nhỉ. Không biết là câu người ta không có chủ từ ấy thì mình mới đoán coi người ta nghĩ là gì. Bởi vì cái đã nói là những cái bài hát với những bài thơ đấy người ta không có câu. Nhiều khi người ta dùng hình, dùng tượng, người ta dùng một gọi là từ ngữ để chỉ âm thanh hình ảnh rồi cho cái người mà người ta nghe người ta tưởng tượng nó ra thôi. Giống như bây giờ người ta nói là người ta nói là cái gì đấy mặt mặt hồ phẳng lặng như tình em đấy, tình em mà sao lại mặt phẳng lặng như mà mặt hồ là như thế nào? Cái hàm ý của mặt hồ phẳng lặng như tình em có nghĩa là tình em bây giờ nó đã giống như là nó chết rồi, nó không còn lăn tăn ngọn sóng, nó không còn suy nghĩ vấn vương gì nữa, là như là tình cảm của một con người nó không còn yêu đương gì nữa, nó cứ thấy mọi thứ cứ như là không có gì, nó phẳng lặng, nó không có sóng đấy. Ví dụ một cái câu như thế mà nó lại mang một cái hàm ý khác thì nói chung là mình hiểu như thế nào thì mình viết nó như thế đó. Chứ mấy bài hát thì nó đâu có ra câu ra cú đâu. Mấy cái bài hát mà nó ra câu ra cú là mấy cái bài hát trẻ bây giờ này. Nếu anh yêu em ấy thì tin em, còn không yêu thì đi về nhà đi. Đừng nói chuyện này làm gì nữa, bởi vì em không còn yêu anh đâu. Đấy, người ta sẽ viết ra mấy cái kiểu như thế. Vậy thì ráng đi đập đầu đi, đập đến chừng nào mà nó toét óc ra thì thôi. Thì lúc đấy nó sẽ vỡ óc ra rồi mới hiểu. Đấy, giống như bà con có biết cái bài hát mà giọt mưa mưa ngâu lá non trên thành trên cành thành lá biếc đấy, bạn có hiểu nó là cái quỷ gì đâu. Đấy, giọt mưa mà mưa ngâu lại lá non trên cành thành lá biếc là như thế nào? Nó chỉ là, nói chung là nó chỉ là nó chỉ là những cái kiểu mà người ta viết như thế để cho nó ra văn thơ, cho nó thơ mộng khi mà người ta hát như thế. Cái bạn này cũng có nhiều người sửa rồi này. Mirror Nguyễn Thế Hùng. Nguyễn Thế Hùng hình như có Gambler sửa luôn rồi. Gambler đã sửa cho bạn này rồi. Đến người Lucky Star, Lucky Star chắc chẳng ai làm.
Có, người ta viết như thế đấy. Giọt mưa, mưa ngâu, mưa ngâu. Bonfire, bonfire cũng có người sửa rồi. Tuần thứ 4 để coi có ai sửa cho bonfire. Bonfire có cái week 4 chưa ai sửa cho bonfire. Cái này là, cái này là sử dụng câu. Time is not much. There's not much time left. Bạn này bạn viết là time is not much. We have to try many solutions to finish this work. Len borrow, he has to borrow some money from his friend after lend me all of his money. After lending me all of his money. Bạn này viết sai rồi. Ok, sửa luôn cho các bạn này đi. Let me reply. Ok, câu đầu tiên bạn ấy phải sử dụng cái chữ fix and correct. He will correct my essay after he. After thì phải là he has fixed his motorbike. Ok, vậy thì chỗ này là wrong tense này. Hai hành động đúng không? Một hành động là xảy ra sau một hành động khác. Mà trong đây nó là chữ will. He will correct my essay after Câu này thì không hai cái thì này hơi kỳ cục này. He will correct my essay after he fixed his motorbike. Mình sẽ sửa là he promised to correct my essay after he has fixed his motorbike. Ok. Thế thì mới đúng. Để là chữ này là chữ tense. Promise. The ghost gave me scares. The ghost gave me scared when I was a child, but now I fear nothing. The ghost. Ghosts scare me when I was. Ghost scared me when I was a child. Thank you.
Không biết là có ai mà còn thức mở cái con trivia lên không? Bây giờ chắc bà con đi ngủ hết trơn rồi. Anyone? Hello, hello, hello. Rồi chắc không có cái người bot nào nằm ở trong đây hết à. Ông tớ đang hỏi mấy người bot này chứ không phải là mấy người nghe. Còn bà luôn đi ngủ đi. Tớ thì ok đấy, bà bot bà vẫn còn. Not as old as Mary. She's not as old as Mary. She's not as old as Mary. I am not cut out to be a politician. I am not cut out to be a politician. I am not cut out to be a politician. I am not cut out to be a politician. I am not cut out to be a politician. I am not cut out to be a politician. I tried to listen to him carefully. I tried to listen to him carefully. I tried to listen to him carefully. I tried to listen to. He's at home right now. He's at home right now. He's at home right now. I go every year. I go every year. I go every year. She pinched him.
She pinched him. She pinched him. She pinched him. She pinched him. I've won first prize. I've won first prize. I've won first prize. She used to be a very shy girl. 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 I rarely catch a cold. I rarely catch a cold. I rarely catch a cold. I got up about 5. I got up about 5. I got up about 5. How many boys are in this class? How many boys are in this class? How many boys are in this class? I'm tired of watching television. I'm tired of watching television. I'm tired of watching television.
I'm waiting for someone. I'm waiting for someone. I'm waiting for someone. The bullet went through his body. 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 Turn the knob and open the door. 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 It's about time I was going home. It's about time I was going home. It's about time I was going home. I admit my mistake. I admit my mistake. I admit my mistake. Could I park my car here? Could I park my car here? Could I park my car here?
I do not play the piano. I do not play the piano. I do not play the piano. We can see Mount Fuji in the distance. 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 It began to rain before I got home. It began to rain before I got home. It began to rain before I got home. It began to Maybe he has lots of girlfriends. Maybe he has lots of girlfriends. Maybe he has lots of girlfriends. You are very beautiful. You are very beautiful. You are very beautiful. They smiled at each other. They smiled at each other. They smiled at each other. Do you have any friends? Do you have any friends? Do you have any friends?
Do you have any friends? Thank you for sending me a nice card. Thank you for sending me a nice card. Thank you for sending me a nice card. He should have done it that way. 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 I wish I had a car. I wish I had a car. I wish I. Come and see me on Sunday next week. Come and see me on Sunday next week. Come and see me on Sunday next week. You can't trust anything he says. You can't trust anything he says. You can't trust anything he says. Suddenly, all the lights went out. Suddenly, all the lights went out. Suddenly, all the lights went out. Years is a long time to wait. 10 years is a long time to wait. 10 years is a long time to wait. What's your home address?
What's your home address? What's your home address? He's not in. He's not in.